Sáu người, trong đó có một đôi vợ chồng gốc Việt, đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ sau một chiến dịch bố ráp vào bảy căn nhà trồng gần 1.900 cây cần sa. Theo đài truyền hình KTVU, bà Kim Chae-le, 38 tuổi, và ông Điên Minh Trinh, 39 tuổi, đã bị bắt tại nhà ở thành phố San Jose, ở tiểu bang California. Chiến dịch bố ráp của cảnh sát xuất phát từ một ngôi nhà cho thuê bị phát hiện là trồng cần sa trái phép. Chủ nhà cho hay là họ đã gặp ông Trinh và bà Lê cùng với ba đứa con khi những người này đến ngỏ ý thuê nhà. Một người hàng xóm nảy sinh nghi ngờ vì chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà sáng đèn, và cảnh sát đã tịch thu 700 cây cần sa tại đây và sau đó mở một cuộc điều tra quy mô lớn dẫn tới cuộc bố ráp tại vùng Nam San Jose và Everett. Cảnh sát cho hay mỗi cây cần sa con có giá là khoảng 3.500 Mỹ kim. Ngoài vợ chồng ông Trinh, bốn đồng phạm khác cũng đã bị bắt giữ. Họ có cả gia đình như vậy nên tôi nghĩ điều đó thật là tốt, chủ nhà Susan Ra nói. Tôi rất sốc, không thể tin được. Ori Garcia, một người hàng xóm, cho hay là ngày nào bà cũng dắt chó đi dạo ngang qua ngôi nhà trên. Thực sự là ngôi nhà không có động tĩnh gì, vì thế tôi rất sốc, bà ta nói như vậy. Theo cảnh sát thì các nghi phạm trồng cần sa rất tinh vi. Tại một trong các ngôi nhà, họ lắp đặt một hệ thống hẹn giờ, đèn nhiệt, vách thạch cao, phủ thêm một lớp cửa kính trượt để cho người ngoài không phát hiện được những gì diễn ra bên trong. Họ cũng cắt tỉa cỏ cẩn thận và sơn trang trí cho căn nhà để tránh gây nghi ngờ. Lê và Trinh không nói gì nhiều khi bị cảnh sát còng tay và áp giải lên xe về đồn. Trinh chỉ cho biết ông đã sống tại ngôi nhà trên là 4 năm. Các nhà điều tra cho hay ba đứa con của đôi vợ chồng đang sống cùng những người thân khác và họ chưa rõ là các nghi phạm có được quyền bảo lãnh tại ngoại hay là không. Mới đây Huyền Chip lại gây xôn xao dư luận khi nêu ra 4 lý do khiến cho mình không thích ở Mỹ. Huyền Chip tên thật là Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh năm 1990. Cô là đại diện của trào lưu người trẻ Việt tìm ra thế giới với những chuyến đi khám phá các miền đất lạ và khám phá chính mình. Huyền là tác giả của hai cuốn sách kể về hành trình du ký của mình mang tên Châu Á là nhà, Đừng khóc và Đừng chết ở châu Phi. Tuy nhiên, cô trở thành mục tiêu tranh luận của cộng đồng những người yêu thích du lịch vì những câu hỏi không trả lời thỏa đáng. Sau khi những ồn ào dần lắng xuống năm 2014, Huyền sang Mỹ du học tại trường đại học Stanford. Mỹ là quốc gia mà cô đã từng sống lâu nhất sau Việt Nam. Thời gian đó là 4 năm, tuy nhiên cô khẳng định bản thân không thích ở Mỹ, điều khiến không ít người bất ngờ. Huyền Chip tâm sự, nước Mỹ có một vị trí rất đặc biệt trong lòng người Việt, bỏ lại sau lưng những ký ức đau thương thời chiến tranh. Nhiều người nhìn đến Mỹ như là một miền đất hứa. Du học Mỹ, làm việc ở Mỹ, lấy chồng lấy vợ Mỹ, như là McDonald's, Starbucks, KFC, luôn chặt kín khách đến mà check-in. Bản thân bố mẹ tôi cũng đã rất vui mừng vì tôi sang Mỹ sau một thời gian lang thang ở các nước mang tiếng là nghèo. Vậy nên khi tôi nói là tôi không thích ở Mỹ, nhiều người có vẻ ngạc nhiên. Tôi sống chủ yếu ở bang California. Mỗi khi có dịp, tôi cố gắng đi đây đi đó để tìm hiểu nhiều hơn về đất nước nơi mình sinh sống. Tính đến thời điểm này, tôi đã đi được 13 bang, và đây là một phần rất nhỏ trong số 50 bang của Mỹ, nên góc nhìn của tôi chắc chắn là phiến diện. Tuy nhiên, tôi nghĩ góc nhìn của tôi có thể giúp những bạn đang ôm ấp giấc mơ Mỹ hiểu thêm về đất nước này. Phải chăng giấc mơ Mỹ đang ngày một xói mòn? Và đây là những lý do khá là thuyết phục do Huyền Chip đúc kết từ chính trải nghiệm, sự hiểu biết của bản thân để chứng minh rằng cái gọi là giấc mơ Mỹ dường như là đang dần chấm dứt. Trước khi mọi người xem là tôi muốn nhấn mạnh rằng nước Mỹ là vô cùng rộng lớn và đa dạng, dân số Mỹ gấp 3 lần Việt Nam, nhưng diện tích rộng gấp 30 lần. Riêng bang California thôi thì đã rộng gấp rưỡi Việt Nam rồi.
Mặc dù là phần lớn người Mỹ nói tiếng Anh, mỗi khu vực của Mỹ lại có cách sống rất khác nhau. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp bài báo với tiêu đề kiểu ai đó bỏ việc lương tháng 100 triệu ở Mỹ để về Việt Nam. Bạn tôi hay bình luận, lương tháng 100 triệu ở Mỹ thì lại chẳng về. Lương tháng 100 triệu tức là khoảng 5.000 đô trên một tháng, trả thuế 30%, còn 3.500. Ở khu tôi thuê phòng riêng nhỏ cũng phải là 2.000, ăn ngoài một bữa rẻ cũng phải là 20 đồng, và là lương 5.000 trên một tháng chỉ vừa đủ trả tiền nhà và máy ra, tiền ăn, chưa kể tiền đi lại, chăm sóc sức khỏe, chi phí phát sinh, đi chơi với bạn bè. Nhiều người có suy nghĩ rằng cứ sang Mỹ là sẽ giàu, lương tháng những ngàn đô cơ mà ăn sao hết. Nhưng tôi gặp nhiều người chuyển từ Việt Nam sang Mỹ sống than thở, sang lại điều kiện sống đi xuống hẳn. Ở Việt Nam họ nhà riêng với vườn, có người giúp việc. Sang Mỹ họ phải thuê nhà chung cư nhỏ xíu, cả tháng mới dám đi ăn ngoài một mình. Đau răng không dám đi khám vì chi phí nha khoa ở đây rất đắt. Còn thuê người giúp việc thì còn lâu mới dám mơ, vì chi phí nhân công ở đây rất là cao. Dù là lợi thế khi làm việc ở Mỹ là khi đi du lịch ở các nước nghèo hơn, tiết kiệm một tháng lương Mỹ, đi du lịch có thể cho bạn đi khá xa. Những điều mà người ở Mỹ thu nhập chỉ vì đủ sống, làm gì có tiền tiết kiệm mà đi đây đi đó. Nhìn trên bản đồ, bạn có thể thấy Mỹ gần như là chiếm trọn một nửa châu lục Bắc Mỹ. Nếu bạn ở sát biên giới phía Nam nước Mỹ sang Mexico tiện, hay là gần biên giới phía Bắc sang Canada thì rất tiện. Nhưng nếu bạn ở đâu đó khác trong nước Mỹ và muốn đi ra nước ngoài thì sẽ phải bay chuyến rất xa. Và sau khi đã đi hết hai nước láng giềng, muốn đi đâu bạn sẽ phải cần cả tuần nghỉ liền, vì ngồi máy bay không có khi đã hết ngày. Tôi ở Mỹ gần 4 năm trời, đi được có thêm 7 nước mới. Mỗi lần đi về mà mệt rã rời vì ngồi máy bay lâu. Xong rồi là phải đấu tranh với chênh lệch múi giờ. Bạn tôi ở châu Âu có một quý mà đã đi được chục nước. Mỹ là một trong những quốc gia với chính sách nhập cư vô cùng nghiêm ngặt. Và phần lớn dân nhập cư Mỹ là theo dạng gia đình bảo lãnh hoặc là lấy vợ, lấy chồng. Một bộ phận nhỏ có thành tựu to lớn trong ngành của họ có thể nhập cư theo dạng sự có mặt của bạn trên đất Mỹ sẽ có ích lợi cho đất nước này. Nếu bạn muốn nhập cư theo dạng du học rồi lại đi làm, tổng cộng thời gian có thể lên đến cả chục năm. Ở một số quốc gia như là Úc hay là Canada, sau khi bạn học đại học ở đất nước họ, bạn có thể trực tiếp nộp đơn xin. Nhưng ở Mỹ, học xong rồi, muốn nhập cư, bạn sẽ phải xin việc ở một công ty có thể bảo lãnh thẻ xanh cho bạn. Trong suốt thời gian này, bạn sẽ phải phụ thuộc vào công ty. Dù có không thích công việc hay là tìm được công việc tốt hơn, cũng không thể bỏ, vì như thế visa của bạn sẽ hết hiệu lực. Nhiều người sau khi có thẻ xanh là có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay cả với những người có thẻ xanh, bạn vẫn có thể bị trục xuất khỏi Mỹ. Chi phí cho 4 năm đại học ở Mỹ có thể dễ dàng lên đến 200.000 đến 300.000. Thu nhập bình quân đầu người ở Mỹ năm 2016 là 57.000 đô trên một năm. Nếu một cặp vợ chồng có thu nhập trung bình thì họ có thể sẽ phải tiết kiệm 20 năm mới đủ tiền cho hai con vào đại học. Với nhiều gia đình không biết tiết kiệm lâu dài được như vậy thì con của họ sẽ phải tự vay tiền để mà học đại học. Trong năm 2015, 68% cử nhân Mỹ tốt nghiệp nợ nần, với khoản nợ trung bình là 30.100 đồng. Với nhiều điều kiện không tiện ở nước Mỹ như vậy, nhiều người vẫn chọn nhập cư sang Mỹ. Lý do là nhiều người nói với tôi, nhất là ở Mỹ, bạn có thể cảm thấy bạn thuộc về nơi này. Ngược lại, nếu ở châu Âu, do phần lớn người dân ở một số nước là da trắng, nhiều người bảo với tôi rằng nếu bạn là người gốc Á, bạn có thể trở thành công dân, nhưng thỉnh thoảng bạn sẽ có cảm giác như là người ta vẫn đối xử với bạn như là người nước ngoài vậy. Nói đến cơ hội nghề nghiệp, những câu chuyện về giấc mơ nước Mỹ không phải không có cơ sở. Ở Mỹ bạn đúng là sẽ có cảm giác bạn có thể trở thành bất kỳ ai, cho dù xuất phát điểm của bạn như thế nào đi nữa. Vì sự rộng lớn ở nước Mỹ, nếu bạn thất bại ở một thành phố thì bạn có thể tìm kiếm cơ hội ở một thành phố khác.
Huyền Chip nói rằng, dù ở đâu, tôi chắc chắn sẽ dành kha khá thời gian ở Việt Nam. Có nhiều điều tôi có thể đóng góp cho nước mình. Quan điểm của Huyền Chip đã thực sự thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và đặc biệt là những người trẻ, và làm bùng lên cuộc tranh cãi xoay quanh chủ đề này, rằng là liệu có đúng là giấc mơ nước Mỹ đã dần tan biến hay không. Những người đồng tình với ý kiến của Huyền Chip thì rằng nói là nước Mỹ không phải là thiên đường đáng mơ ước như là nhiều người lầm tưởng, cũng đưa ra lập luận trải nghiệm thực tế của mình, luôn cho rằng đi lao động, đi nước ngoài làm việc là sẽ giàu, có tiền gửi về nhà, ảo tưởng hết sức. Lan Hoàng, một du học sinh vừa sang Mỹ gần một năm để sinh sống và học cao học tại Bờ Đông, chia sẻ cảm nhận của mình. Mình học về chính sách công thì thấy ngoài việc nền kinh tế phát triển ra, xã hội Mỹ cũng vẫn chưa khắc phục được nhiều vấn đề xã hội mà mình vẫn phàn nàn ở nhà hay là các nước nghèo khác. Vệ sinh an toàn thực phẩm, nạn tảo hôn ở một số bang, rồi phân biệt chủng tộc vô hình nhưng vẫn hiện diện. Tình hình chính trị hiện tại cũng như là chính sách nhập cư khiến cho mình cảm thấy nhiều khi không được chào đón ở đây, xét về mặt tâm lý. Nhưng cũng phải công nhận là nhiều cơ hội ở Mỹ, nếu có được cũng sẽ mang lại nhiều lợi thế và kinh nghiệm để mà học hỏi cũng như là tiến thân. Bên cạnh đó, một số khác mà đa phần là người Việt định cư tại Mỹ, một thời gian dài lại không hoàn toàn đồng tình với 4 lý do không nên ở Mỹ mà Huyền đã đưa ra. Họ cho rằng kinh nghiệm sống tầm quốc gia khi đi học so với khi sống và làm việc ở đó thì hoàn toàn khác hẳn, bởi lẽ họ chính là công dân Mỹ. Do đó, dù có vài năm sống, học tập và trải nghiệm ở nước Mỹ, nhưng những phân tích của Huyền Chip dù không sai nhưng vẫn không thể nào bao quát hết được, giống như là thầy bói xem voi mà thôi. Bản thân Huyền Chip cũng thừa nhận nước Mỹ rộng lớn và đa dạng như vậy, tất cả những nhận định về nước Mỹ đều mang tính tương đối, phiến diện, cá nhân mà thôi, và những hoàn cảnh mà cá nhân bản thân Huyền Chip gặp và trải nghiệm mà thôi, không thể nào nói hết được. Về lựa chọn sẽ ở Mỹ hay về Việt Nam thì cô gái này chia sẻ cô không giới hạn lựa chọn của mình ở Mỹ hay Việt Nam, và cũng đang cân nhắc các nước khác. Tuy nhiên, sau cùng cô vẫn mong muốn dành nhiều thời gian, tâm huyết để làm một điều gì đó ở một đất nước đang phát triển như Việt Nam. Người phụ nữ Việt tên Thảo có một mối tình đẹp như trong tiểu thuyết với một đại gia Mỹ. Câu chuyện tình của họ rất đẹp và lãng mạn. Hiện cặp đôi đang hạnh phúc trong căn biệt thự nhà vườn rộng 4.000m2 tại Long Island, New York, Hoa Kỳ. Từ cổng vào tới sân nhà, chị Thảo đã tự tay đào 5.000 hố để trồng các loại hoa. Vợ chồng chị Thảo và anh Jerry Coller hiện đang sống tại Long Island, bang New York. Từng biết đến với câu chuyện tình cô gái Việt quê mùa được đại gia Mỹ đa tình cầu hôn trên tàu, thư tay xếp thành tập. Được biết, một trong hàng nghìn lý do anh Cherry chọn bến đỗ bên chị Thảo chính là tài lẻ và sự khéo léo của chị. Chỉ cần được ngắm nhìn tổ ấm của vợ chồng chị Thảo ở Mỹ, ai cũng sẽ phải công nhận điều này. Ngôi nhà vườn rộng 4.000m2 của vợ chồng chị Thảo ở Mỹ khiến ai nhìn thấy cũng choáng ngợp. Căn biệt thự có bể bơi cùng khu vườn rực rỡ của vợ chồng chị Thảo ở Long Island, bang New York, nằm trên mảnh đất rộng tới là 12.000m2. Trong đó, nhà và sân vườn chiếm 1/3 diện tích. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 2012 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2014. Chị Thảo cho biết là ngôi nhà trị giá khoảng 2 triệu USD và việc xây dựng nhà đều do một tay chồng chị lo liệu từ A đến Z. Vợ chồng chị đã chuyển về đây vào đúng tháng kỷ niệm ngày cưới của cả hai. Ngôi nhà được thiết kế mềm mại, thậm chí sân vườn cũng được tạo hình uốn lượn theo sở thích của chồng chị. Từ cổng vào tới sân nhà, chị Thảo tự tay đào 5.000 hố để trồng các loại hoa. Nhà chị có tổng cộng 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm và 2 phòng vệ sinh. Trong đó, 3 phòng ngủ trên lầu dành cho khách ở xa đến chơi, còn phòng ngủ lớn của vợ chồng chị nằm phía dưới cạnh hồ bơi. Trong phòng ngủ lớn có phòng thay đồ và phòng tắm. Nội thất và nền nhà chủ yếu là làm bằng gỗ, chỉ có 3 phòng trên tầng lót thảm, tông màu chủ đạo của các phòng là màu kem.
Ngôi nhà có phòng vui chơi rộng, trần cao giống như nhà cổ. Trong phòng có quầy bar, máy game, bàn chơi bài, bàn bít tông, karaoke. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.